Thấy người vô gia cư nằm co ro trên vỉa hè, cô gái có hành động đẹp hút triệu lượt xem. Thời nay, các nền tảng mạng xã hội nở rộ được nhiều bạn trẻ sử dụng để giải trí, sáng tạo nội dung, thì cô gái 9X ở thành phố Hồ Chí Minh chọn cách dùng TikTok để lưu giữ những chuyến từ thiện của mình. Nhân vật đang được kể đến là Trần Bích, sinh năm 1993, làm nghề kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái này được biết đến là người quen của những mảnh đời khó khăn, người già vô gia cư tại một số quận ở Sài Gòn. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô đắp từng tấm chăn cho các cô, các chú vô gia cư đang nằm ngủ vật vờ ở ven đường, vỉa hè đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn này khiến người xem cảm động, ngưỡng mộ. Bích chia sẻ, nhìn những hoàn cảnh cô chú lớn tuổi đắp tạm túi ni lông, miếng bìa cạc tông, nằm co ro một góc vỉa hè, khiến chị vô cùng thương. Lúc 1 giờ ngày 22 tháng 1 vừa qua, chị quyết định mang tặng những tấm chăn đắp cho ông bà và các cô chú khó khăn, không nơi nương tựa. Kèm với đó là những túi quà bánh. Mỗi người được tặng đều trong những hoàn cảnh khác nhau. Người nằm dưới đất, có người ngủ vùi trên xe máy, xe đạp khi đang mưu sinh. Chỉ sau vài giờ rong ruổi, chị đã giúp đỡ được hàng chục hoàn cảnh. Đoạn clip sau vài giờ đăng tải đã thu hút lượt xem lớn. Được biết chị Trần Bích đã có nhiều năm thực hiện công việc thiện nguyện ở quận Nhất, quận 5, quận Bình Chánh và quận 10. Mẹ mình đã đi làm từ thiện cả chục năm nay rồi, mẹ thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ trong xã hội. Trong một lần đi theo mẹ, thấy những trường hợp không có nơi ăn, chốn ở, lạnh lẽo bữa cơm cũng không đảm bảo. Mình nhiều lần rơi nước mắt, thương lắm, Bích tâm sự. Kể từ đó, cô bén duyên với hoạt động thiện nguyện. Ngoài tặng chăn, cô còn thường xuyên phát cơm và quà cho các cô chú vô gia cư, nhất là trong đợt Sài Gòn bùng phát dịch bệnh. Bích tiết lộ kinh phí chủ yếu được cô kêu gọi bạn bè chung tay ủng hộ và tự bỏ tiền túi của mình. Trên hành trình làm từ thiện, Bích bắt gặp nhiều hoàn cảnh vô cùng éo le. Hoàn cảnh khiến cô nhớ và thương nhất là người phụ nữ đang mang thai, sống ở cạnh khu bãi rác tại quận Bình Chánh. Trời mưa ngập lụt, thai phụ không có chỗ nương thân, vô cùng xót xa. Đi làm từ thiện giúp Bích hạnh phúc hơn, cô luôn tâm niệm. Không cần nhìn lên, chỉ nhìn xuống sẽ thấy còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, khổ cực hơn mình. Tôi lấy đó làm động lực cố gắng và tiếp tục công việc thiện nguyện của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.